Mèo đã hết rồng bay vớ vẩn khắp hoàng cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Lệ dân trong họ sao sao ra rời phụ tử, máu đào nhuộm tuôn. Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo được liên tục đến bài Đến làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Bài này Đức Thầy viết tại Nhân Nghĩa Sà No ngày 29 tháng 4 năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Làng Nhân Nghĩa để chân đến chốn, thấy dương trần trà trộn tà tâm. Quái thần đêm đạo quyền thâm, nhiễm màu phổ đồ âm thầm ai hay. Mèo đã rồng bay vớ vẩn khắp hoàng cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Lệ dân trong họ sao sao ra rời phụ tử, nào quyết cứu người dùng đạo phổ thông. Ước mơ cho được đại đồng, tràn trề khắp cả lạc hồng thành thơ. Nhìn vạn vật cuộc đời ngao ngang, bởi hoàng cầu thù oán cứ gây. Vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo bồng lai cảnh tình, lại thêm vẻ phù sinh cõi tam giác hồn người hắc ám khói mang. Cầu cho cuối sớm cùng làng, trẻ già lớn nhỏ ph
Phật đàn yên thân. Luân thường nặng nợ phải giải mang, nhưng gọi thừa ân của Phật đàn. Cố gắng tâm trì theo đến chốn, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp ba gia được chi lành. Trao sửa tâm phàm tìm cõi cũ, về nơi tiên cảnh mơ nhàn thanh. Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm. Phật cụ ngày xưa hài nhành lá sum rễ màu đơm dẻ, non thần biến đổi hết rừng lâm. Rừng lâm cây đã thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Chờ đợi con hiền nói tục cổ, đời thượng cổ điều hòa mai. Gió gió đêm thanh nước dòng vàng, kiện cây sum màu đượm mùi nhang. Ô dũng ra gánh thân yên nhà, thành thở gia trung gặp chữ nhàn. Chữ nhàn vô sự mới nên tiên, bát nhà từ đây gặp cửa thiền. Bể giác bờ mê ngày dứt khỏi, lánh đời tục lụy rước tiền. Tiền khiên kiếp tạo bởi trần thân, đạo diệu dồi trao lập chi cần.
liền tánh trao tâm cho sạch sẽ. Rứt rồi nở thế khỏi ưu phiền. Ưu phiền thường sự chốn ta bà, Phật cảnh mau về ác lạnh xa. Tình ngộ từ đây người gặp chủ, phủi trần tìm kiếm chữ ma. Ma mùi ngọt mật cùng đa, cảnh thế nhìn xem lũ cao xa. Múa gúc nhăn nanh nưa thịt béo, thiền gia thiền gia chỉ cả dốc hành thân, diệu diệu truyền thi cảm kích thần. Những tưởng thôi đời ôi chát lạc, đạo màu siêu diệt của thiền lâm. Thiền lâm Phật thích thuở xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kia. Phổ hóa dân lành trong khắp chúng, hoàng cầu bốn biển khắp danh biên. Luồng thanh điển nhoáng qua như chớp, chuyện căn tiền nhắc lớp người xưa. Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ thảm bốn bề sống dày, dòm lưng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sáng vật điên viên. Thần thông biên qua dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương luật trần. Nhìn xa nước nghi mắt rưng rưng, thương đời
đời mê muội trầm luân hoài hoài. Tay hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con cuốc khởi kêu. Thân khùng dần bị trớ treo, phiêu lưu trôi dạt danh nêu khắp cùng. Ai giàu có thung dung thanh nhã, ta lo đời sắc đá bền gan. Âu sầu nức dòng riêng than, trách dần chẳng sợ hùm lan cứ gần. Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục đến bài Giếng Non Ông Két. Bài này Đức Thầy viết trên non ngày 14 tháng Giêng năm Canh Thìn. Kính mời chú vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Non tiên gió mát tội lòng thay, tức cảnh thi dân nhà một bài. Cô tưởng ước mơ về nhược thủy, ngạc gì không canh lấy gì bay. Giấc xác phàm phu giếng non đòi, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay. Chữ sơn bãi núi đều quý tử, thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày. Nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lại lui chân trở gót hài. Vậy hỏi chư thần mau nói gót, theo thầy dắt chúng khỏi nồng cay. Lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tình chúng sanh mới tỏa bài. Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình đến bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 1 tháng 4 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Canh Thìn năm Thì
thiệt là rồng. Từ ngày mượn xác Trần Hồng đau lai, tháng năm kỷ mão đến nay, khắp trong ba tánh gặp bài sấm kinh. Lời dân tao nhã hữu tình, bởi dừng sắc lệnh thiên đình sai ta. Xuống trần lão dùng khuyến ca, đầu đuôi càng tỏ ngâm nga ít bài. Tạm đây ta mắc lui hài, vì trên bệ ngọc triệu rài hồi quy. Không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì ba gia. Thiên đường lộ ấy nào xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời truyền. Dấu xưa nói tích thánh hiền, thương trần mượn xác bút liền ra cơ. Thay trong ba ngần ngơ, nay thầy xa tớ bơ vơ một mình. Gặm trong hai chữ nhục vinh, xưa nay thiên hạ kệ kinh ít dùng. Cúi đầu tâu lại cửu trùng, ngọc hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Gái trai lớn nhỏ ân cần, chùi lao vẹn mặt thì gần thánh tiên. Tây phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Nhân cùng bốn đạo gần xa, ta về âm cảnh thiết tha tâm trạng. Đời nay hiếm kẻ nghinh ngang, chẳng kiên lời lẽ Phật đàn từ bi. Lang tâm trắc nết vô nghị, nhỏ không biết nể kính gì bề trên. Nhỏ to lời lẽ
và ba tánh đâu đâu xem lời ta chỉ về cầu tại gia. Có đau thì thuốc đó mà dòm trong bản chữ về nhà kiếm cây. Nay thầy chịu lệnh về tay tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua. Dạo trong khắp cõi ta bà, nơi nơi chốn chốn quỷ ma rối loạn. Chữ rằng nhân thiền di năng, dầu cho tài trí cũng mang nợ trần. Có đeo bệnh tật giao thân, dày vàng xe nhỏ giấy thần đổ vô. Thành lòng nước là nên hồ, hữu tâm chi đức cam lộ Phật ban. Cam thương ba tánh tai nạn, gặp cơn giông tố nào an lòng này. Đợt ta vốn thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa. Từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước sớm làng bình yên. Giống nội thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc nghi mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gẫm cùng kỳ cho dân. Giả từ khắp hết dương trần, dân dù chôn cụ lưới thần bùa ra. Non cao nhiều thứ cao xà, trừ loài độc địa mới là yên thân. Biết sao
cho tội lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh quang. Xót lòng cày nước mà hớp vô bà hớp ắt là lặng tâm. Thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đơn nở đức dây, chưa vui buổi hiệp bồng thầy lại xa. Tình sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dần lòng tưởng sân trình đau lai. Nghe sơ lời lao càng bài, tìm trong não óc gặp ngài bình an. Kim lân xích phùng lâm nàng, cho nên phận lão đâu an thân già. Tao tần lo liệu năm ba, biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Mặt ngoài gương gạo bài bùi, chớ trong tim phổi rối nùi như tơ. Tuôn đời như ca trong lờ, thọc tai vô bắt còn ngờ kẹt hôm. Bao nhiêu tâm nào góp tâm, dặn dò kỹ lưỡng chăm nơm khắp cùng. Chừng nào tôi được hết khùng, thì là dân sự còn dùng làm chi. Bằng lòng càng tỏ dân di, bở dân hai chữ công trì sớm khuya. Nhớ câu ăn dây bỏ bìa, được thân sung sướng dội lìa tổ tông. Kể ra là
từ bi. Dạng khó thêm gánh ít gì, thôi ta than lắm vậy thì thẹn thêm. Bông trăng cày đờ ban đêm, trầu ăn nhà bà lại tên mời hoài. Khùng ngồi nói chuyện quá dài, bị lòng bác ai nói hoài chẳng thôi. Hay đợi mặt lò không bôi, lại khoe kép giỏi một hồi múa men. Từ nay cửa không gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết luôn. Thân khùng là phận sĩ phu, chẳng ham danh diệu miệng tu vuông tròn. Khôn thì lanh chốn đau đòn, dài thì lòn cuối đồ ngon ăn thừa. Hai lòng uống lưỡi đầy đưa, ý hơi hạt gió mắt lừa trương lương. Nhớ qua hồi lúc đời đường, hiền thần nhân quý người đương ẩn mình. Cửu thiên còn dấu tài dinh, chờ ngài mang hạng phép linh ban rài. Giảng kinh đọc tùng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài rài gặp ta. Xác trần để lại làng quà, lời thăm bốn phía ngọc tòa ta lui. Âm dương cách trở xa xôi, nhắn cùng ba tánh chớ nguôi tất lòng. Phần khùng thân hời long đông, còn lo cho thế hài lòng toan mưu. Ta không gây oán kết cừu, cớ sao dân sự phiền ưu nổi gì. Hoa tràng linh mở hồi thi, nên ta xuống bút giải thì trần gian. Chớ mình hồn vừa lâm sang,
hành thời còn xuống thế gian làm gì. Ước mơ thượng cổ hồi quy, thể trần nó ấm phú thi an nhàn. Quân thần phụ tử vinh giang, hết lo cay đắng khủng an phần khùng. Tới đây từ biệt khắp cùng, thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Đục trong càng tỏ khúc nôi, thầy dần tu dối nghĩ thôi bận lòng. Lang tâm như thú thiếu lông, trở triều cửa miệng trong lòng gươm đau. Ra đời chẳng nề công lao, chẳng hờn không giận hùng hào còn gánh. Hiệp chung một cõi nhánh nhành, sùm sề la thắm chim xanh nối đường. Từ bi tình ấy đoạn trường, kể qua tích cũ mà lường lòng đây. Như ai có đọc đoạn này, xin đừng chê nhạo rằng thầy nói nhăng. Muốn sao có phép phi đằng, cũng như đại thánh đường tăng thoát nàng. Rưng rưng nước mắt hai hàng, lành nơi cõi tục Phật đàn lùi chân. Nam mô A Di Đà Phật.